Vâng, xin chào tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đến với cả game đấu tiếp theo của cặp đấu đầu tiên. Và hiện nay trên màn hình của chúng ta đó chính là game thủ Terran SF4HD, người vừa chiến thắng ở trong game đấu vừa rồi. Và đối thủ của anh ấy là Rớt Màu Vàng SF5 Nguyễn. Và hiện nay như chúng ta đang theo dõi ở trên màn hình là hai game thủ đang chat và đang có những dòng tâm sự. Hiện nay thì cả hai game thủ của như chúng ta biết là cả hai game thủ đều đang chuẩn bị thi cử các bạn, và chúng ta phải rất hoan nghênh cái tinh thần sống sống vì cộng đồng của anh ấy. Vâng, và hiện nay chúng ta đang ở trong những cái giai đoạn đầu game, và trận đấu này diễn ra ở trên map Warwind, một cái map phải nói là rất là rộng thưa các bạn, rộng lớn phải nói là vô cùng luôn. Như các bạn đang thấy có rất nhiều mỏ và rất nhiều những cái vị trí rừng cây trốn để mà trốn như thế này. Map rộng như thế này thì rất có lợi cho những pha Hidden Pen hay là Muta có thể bay vòng 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 các bạn. Những cái vị trí to như này các bạn là vị trí cực kỳ có lợi cho Muta, có thể là cứ bay ra bay vào mỏ rồi vòng vòng quanh ra mỏ 3, mỏ 4 rồi rất nhiều trò chơi vui vẻ khác nữa. Và hiện nay thì chúng ta thấy là Nam Nguyễn đã bắt đầu đưa cái con drone của mình ra bên vị trí bên mỏ bên ngoài để tiến hành, vâng, để tiến hành đặt cái hatchery thứ hai cho mình. Như vậy anh ấy sẽ tiến hành ăn mỏ hai sớm, một build hatchery first giống như ở game đấu trước, và sau đó anh ấy sẽ tiếp tục đặt xuống cái swarming pool ở phía bên trong mỏ của mình. Còn ở đầu bên kia thì chúng thấy là HD cũng đang sử dụng một cái build khá là quen thuộc khi anh ấy tiến hành đặt barrack để vua mỏ và ăn mỏ ga thứ ga đầu tiên cho mình. Ở đầu bên kia thì chúng ta thấy là vâng, Nam Nguyễn đã bắt đầu đặt xuống cái swarming pool cho mình rồi thưa bạn. Và cả hai game thủ này như tôi được đánh giá là cả hai game thủ đều hiện nay đang ở vị trí là một người là ở team team B và một người là ở và đúng rồi, một người là cả hai người là đều ở team team B thì phải thưa các bạn, và team B ở trong của team SF. Và hiện nay thì chúng ta thấy rằng là Nam Nguyễn anh ấy đã bắt đầu đã ăn mỏ ga đầu tiên cho mình rồi và đang vẫn tiếp tục roll up thưa các bạn. Vâng, cả hai game thủ đều có những ý đồ macro game chứ không phải là những pha xử lý nhau sớm nữa. Và hiện nay và sau khi mà xây xong cái factory hoàn thành đặt xuống factory cho mình thì anh ấy Nam Nguyễn HD đã bắt đầu tiến hành đặt cái băng cơ ở phía bên ngoài của mỏ của mình lại rồi, và Marine lại tiếp tục được đưa vào bên trong. Hai Marine này lúc đầu được đưa ra ngoài để mà bắt cái con drone thì bây giờ là chuẩn bị được đưa vào bên trong, đưa vào thẳng trong băng cơ. Hiện nay thì HD cũng bắt đầu nâng cấp Rector cho mình, và sau khi mà pha Factory hoàn thành sẽ được kết nối với Rector để tiếp tục ra hệ liền như những cái build trước. Chúng ta thấy là anh ấy ở trong TVZ hầu như không có một cái sự chúng ta vẫn thấy anh ấy chỉ chơi một build thôi. Vâng, có vẻ là game thủ này không có nhiều chiêu trò cho lắm. Vâng, và sau khi Rector đã hoàn thành rồi, đang Factory đang bắt đầu nhấc lên để kết nối với cả Rector, và rất có thể tiếp theo đó chính là lại là Helion thưa các bạn. Vâng, Helion chắc rồi. Rồi hay Helion chắc chắn luôn. Và bây giờ thì mỏ ga cho LD đã bắt đầu được đưa vào vào khai thác rồi. Và hiện nay vâng, anh ấy đã đưa thêm hai con SCV nữa ra để tiến hành khai thác mỏ 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 ga cho mình. Hiện nay thì ở đầu bên kia thì sau khi mà Nam Nguyễn tiến hành ăn ăn đủ ga, anh ấy đã tiếp tục nâng cấp speed cho Zergling của mình. Vâng, có là speed sẽ rất có lợi. Tuy nhiên là để mà phòng thủ được Helion thì anh ấy tốt nhất là nên có càng nhiều queen thì càng tốt. Hai queen có thể tiến hành vua cái ram này lại, tại vì ram khá là bé. Ram bé như thế này thì chỉ cần khoảng tầm hai queen đứng so le nhau một cái là có thể vua toàn bộ mỏ. Helion không thể thể nào ra vào được, và ở bên ngoài thì chỉ cần khoảng tầm hai queen nữa đứng bên ngoài để mà xử lý, hoặc là đặt thêm một cái spawn nữa là hoàn toàn là có thể là xử lý Helion rất là nhanh. Và khi mà Helion không thể thể là làm được chiêu trò gì nhiều thì sẽ phải quyết thôi. Vâng, và như vậy chúng ta thấy là hiện nay đã có 4 Helion đang bắt đầu di chuyển rồi. Ở đây chúng ta thấy rằng không phải là 2 6 Helion nữa, mà hiện nay chỉ 4 Helion đang bắt đầu di chuyển mà thôi. Có lẽ là ở trận đấu này thì LD sẽ sử dụng một cái build khác. Vâng, anh ấy đang tách lên Thor rồi bạn. Vâng, đang tách lên Thor rồi, đã có Thor rồi, và bây giờ 6 hay 4 hay là đang bắt đầu đi vào. Tuy nhiên là 4 hay là gặp sự chống trả của rất nhiều Zergling ở đằng đây. Zergling vâng sắp sửa có speed nữa.
À, đâu, vâng, đã có speed rồi thưa bạn. Vâng, như vậy là ba Helen đấy sau khi mà bị gặp được sự chống trả như vậy đã phải quyết định đi về rồi. Ở trận đấu lần này có chúng ta có thể thấy là LD đang sử dụng một mỏ thưa bạn. Vâng, một mỏ mà thôi, chỉ một mỏ mà thôi. Và anh ấy đang sắp sửa có Thor cho mình, Thor cùng với cả Hellbat nữa thưa bạn. Vâng, chúng ta tôi thấy hình như là cancel Hellbat rồi thì phải. Vâng, đã chuyển lại sang Helen rồi. Vâng, và bây giờ Zergling đang lao vào. Vâng, Zergling rất may là cái supply depot đường nhất đã được nâng lên rồi. Vâng, đã được thế hành vua cái mỏ này để xong hoàn thành, và Zergling đã phải 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 chạy ra ngoài rồi. Vâng, không thành công. Hiện nay thì là tiếp tục đang hiện nay thì LD đang bắt đầu có đến 5 5 Helen cho mình rồi. Và ở đầu bên kia thì vâng, Nam Nguyễn đã bắt đầu tiến hành ăn ăn mỏ ba cho mình rồi. Cùng với đó anh ấy đang nâng cấp rất nhiều, đang móc ra rất là nhiều rất linh. Hiện nay thì nhà Billingnet thì phải, vâng, nhà Billingnet đang bắt đầu nâng cấp speed cho Billing rồi. Nam Nguyễn lại tiếp tục sử dụng build rất linh bên linh và cả Muta nữa. Vâng, và Helen và Thor đang bắt đầu đi ra ngoài rồi thưa bạn. Đi kèm là có thêm cả một Reaper nữa. Vâng, bây giờ thì rất linh đang được đưa trở về. Vâng, Reaper, vâng, rất linh cần phải đưa trở về ngay, không nên đứng như này. Vâng. Vâng, và có vẻ là Thor đi đi đâu đó, vâng, Thor loại đi được đường khác, cho nên là Zergling đã ngay lập tức bắt rất là sớm các bạn. Vâng, chúng ta có thể thấy là hiệu ứng cháy nổ rất tốt, một cái cây cháy trơ trọi rồi. Vâng, và hiện nay tất cả Zergling vâng đang tập trung ở đây, cũng không có nhiều nhiều Zergling. Vâng, và một pha miss, vâng, một pha miss micro của LD khiến cho anh ấy đã mất khá là nhiều Helen rồi. Và bây giờ tất cả Zergling đã được đưa đi. À vâng, bây giờ tất cả SCV đã được đưa đi chưa bạn? Vâng, SCV đang được đưa đi một hàng dài như này. Đây là một pha Onin rồi, một pha Onin của game thủ Terra chúng ta rồi. Vâng, bây giờ Thor, vâng, Helen đang được đưa đi. Vâng, đang ra mặt với cả sức linh rồi. Vâng, và bây giờ SCV cần phải đưa thẳng vào lên ngay. Vâng, SCV đã bắt đầu được đưa lên rồi. Vâng, bây giờ mục tiêu đó chính là không phải mỏ ba nữa. Vâng, anh ấy đưa thẳng vào bên trong, chuẩn bị đưa vào thẳng vào bên trong mỏ đối phương. Hiện nay phòng thủ chỉ có hai queen, vâng, hai queen đang ở đây, ba có thể thêm ba queen. Vâng, một queen đã bị target rồi, một queen đã bị Thor và target rồi. Vâng, thưa các bạn, và bây giờ tất cả rất linh chỉ còn rất ít, vâng, rất chỉ còn rất ít rất linh mà thôi, rất ít rất linh. Và bây giờ nhà Rod Raven mới được hoàn thành, và bây giờ bên linh đang bắt đầu được móc ra, mười bên linh đang bắt đầu được móc ra cho Nam Nguyễn để có thể tiến hành phòng thủ. Vâng, và bây giờ Thor đã target vào nhà Rod Raven. Vâng, đã phá xong nhà Raven rồi. Bây giờ mục tiêu tiếp theo chính là cái Hatchery này. Hatchery ở mỏ 2 này sau khi mà bị phá thì sẽ là tổn thất rất là lớn cho Terran của chúng ta. Vâng, và bên Linh ra rồi, bên Linh đang lao vào SCV. Vâng, bên Linh đang lao SCV. Vâng, bên Linh nổ rất nhiều các bạn. Tuy nhiên là chỉ nổ được hết SCV thôi. Mục tiêu là Thor vẫn còn nguyên như này. Và vẫn còn SCV đang repair cho cả hai Thor của chúng ta. Và bây giờ sau khi phá xong cái vị trí mỏ 2, bây giờ Thor đang được di chuyển vào bên trong. Vâng, tất cả drone đang được đưa ra để tiến hành phòng thủ. Tuy nhiên là vâng, Hellbat và Helen đang xịt rất là đau thưa các bạn. Vâng, mục đã xịt. Vâng, bây giờ drone tụ lại nhân lại như này thì bị Hellbat xử lý cực kỳ nhanh. Chúng ta có thể thấy hiện nay là số lượng drone chỉ còn 8 mà thôi. Có vẻ là pha Odin này của LD đã thành công rồi thưa các bạn. Và không biết là tôi sợ rằng là Nam Nguyễn sẽ phải gọi GG ngay bây giờ. Anh ấy rất khó khăn để có thể tiến hành giành chiến thắng trong game đấu này. Vâng, và LHD vừa vừa gửi một lời chia buồn đến đối thủ. Vâng, đó lý do mà anh ấy phải Onin trong trận đấu này là tại vì anh ấy phải về nhà để lau nhà thưa bạn. Vâng, là HD phải về nhà để lau nhà nên anh ấy cần phải Onin ngay ngay bây giờ. Vâng, lý do rất là rất là Onin. Vâng, và bây giờ sau khi phá xong cái Hatchery ở mỏ 2 thì bây giờ là mục tiêu tiếp theo của LD đó chính là mỏ 3 thưa bạn. Vâng, có vẻ anh ấy bỏ qua luôn cả hai cái Evolution Travel này. Vâng, bây giờ mục tiêu mỏ 2 chỉ có rất ít Zergling và bên Linh. Zergling bên Linh đang lao vào, vâng, đang lao vào Hellbat. Vâng, Hellbat xịt rất nhanh thưa các bạn. Vâng, xịt rất nhanh và GG. Vậy là Nam Nguyễn đã quyết định GG trận đấu rồi. Vậy là tỷ số hiện nay đã là 2-0. Vâng, 2-0 cho 2-0 cho LD của chúng ta. Vậy là anh L à, Nam là LD chiến thắng với cả tỷ số 2-0 rồi. Vâng, và chúng ta sẽ phải đến với cả trận cặp đấu tiếp theo ngay bây giờ thưa các bạn.